nhằm kịp thời triển khai có hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Sáng ngày 7 tháng 8, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đã nhấn mạnh thêm những thuận lợi khó khăn của huyện Lang Chánh trong thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2023, đồng thời qua đó yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị cần nghiêm túc, trách nhiệm tham gia ý kiến và làm rõ những mặt chưa đạt được trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đặc biệt là nêu bật những nhiệm vụ của cấp ủy các xã thị trấn như sự sâu sát của cấp ủy cơ sở trong chỉ đạo điều hành, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm, các xã thị trấn đã mạnh dạn nêu lên những tồn tại hạn chế khó khăn của địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, như khó khăn trong vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Yên Khương, đặc biệt là đưa các loại cây trồng mới vào canh tác, công tác xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện một số tiêu chí như tiêu chí hộ nghèo, thu nhập, vệ sinh môi trường đang còn nhiều trở ngại. Một bộ phận cán bộ địa phương năng lực chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hạ tầng giao thông, quy hoạch chưa đồng bộ, khó khăn trong thực hiện phát triển du lịch tại bản Pèo, thay đổi thói quen trông chờ ỷ lại, phụ thuộc của người dân vào các chế độ chính sách của nhà nước, nhất là trong phát triển du lịch tại xã Chí Năng. Việc cải tạo vườn tạp tại các xã Lâm Phú, Tam Văn chưa thực sự hiệu quả, chưa được người dân thực hiện. Khó khăn trong việc thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Văn, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại xã Giao An. Khó khăn trong công tác vệ sinh môi trường tại thị trấn Lang Chánh, đặc biệt là đối với các đơn vị đóng trên địa bàn, việc xả thải tại các công ty ở cụm công nghiệp Bãi Bùi. Tiến độ sửa chữa nhà văn hóa còn chậm, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên do thiếu nguồn quần chúng, nhiều quần chúng trẻ có trình độ đi làm ăn xa. Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến từ lãnh đạo cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định sự đồng lòng đoàn kết của cấp ủy các cấp chính là điều kiện để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những tồn tại hạn chế chưa được khắc phục, như một số cấp ủy cơ sở còn làm việc theo lối mòn, không có sự linh hoạt sáng tạo, dẫn đến có những sai phạm bị trượt dài. Một số địa phương chưa có sự thống nhất giữa cấp ủy và chính quyền, gây mâu thuẫn trong triển khai thực hiện. Tình trạng cán bộ thiếu và yếu ở một số địa phương dẫn đến làm việc không hiệu quả. Qua đó, đồng chí đề nghị các xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ những tháng cuối năm, như tập trung thực hiện việc tích tụ ruộng đất, cải tạo vườn tạp, xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm OCOP, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các công trình dự án, chú trọng công tác xây dựng doanh nghiệp. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng kỳ vọng huyện Lang Chánh sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, để huyện có sự phát triển trước mắt, đồng chí yêu cầu các địa phương cần cương quyết hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với công tác cán bộ. Các đồng chí bí thư, cấp ủy các địa phương cần gương mẫu, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm chỉ đạo thực hiện, xây dựng quy chế làm việc, lịch làm việc cụ thể. Việc triển khai phát triển cây trồng vật nuôi cần phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Công tác xây dựng nông thôn mới cần tập trung chỉ đạo thực hiện, quyết tâm về đích nông thôn mới tại một số địa phương đăng ký, đặc biệt là cần lưu ý công tác vệ sinh môi trường. Các địa phương cần tập trung thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, thành lập đoàn kiểm tra giám sát về thực hiện quy chế làm việc, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có năng lực. Đối với xã Chí Năng, cần đẩy mạnh phát triển du lịch, vận động người dân thay đổi tư duy trong phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng các mô hình cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao như trồng hoa đu đủ đực, chanh leo. Các xã định hướng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương như phát triển đan lát tại xã Tân Phúc. Cần chấn chỉnh lại công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền xã, thực hiện sắp xếp cán bộ hợp lý, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bản. Không phải dừng hôm nay báo cáo xin mời các bạn.